nhằm đảm bảo chất lượng, sản lượng cung cấp ra thị trường cho người dân trong dịp lễ Tết Nguyên đán. Các hộ chăn nuôi xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu chủ động chăm sóc, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm từ giống gà Đông Tảo. Toàn xã hiện có 350 hộ nuôi gà Đông Tảo với khoảng 17.000 con, trong đó có 30 hộ chăn nuôi với số lượng lớn trên 300 con như gia đình ông Lê Quang Thắng, ông Nguyễn Mật Thấm, ông Lê Hồng Cường. Dự kiến trong Tết Nguyên đán năm nay, các hộ chăn nuôi cung cấp ra thị trường khoảng 25 tới 30 tấn thịt gà thương phẩm. Ngoài ra các hộ sản xuất còn cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm từ gà Đông Tảo như giò xào, giò lụa, chả sụn gà, chân gà ngâm xả quất, gà ủ muối. Trong quá trình chăn nuôi giống gà Đông Tảo, các hộ luôn quan tâm tới việc cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn và bổ sung các loại vitamin, khoáng chất, ưu tiên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc vi sinh, hữu cơ. Dù các giống gia cầm khác luôn biến động về giá cả, nhưng gà Đông Tảo luôn có thị trường riêng và được khách hàng tại các thành phố lớn ưa chuộng với giá bán gà thương phẩm từ 250.000 đến 350.000 đồng một kg. Gà Đông Tảo làm quà có giá từ 1,5 tới 5 triệu đồng một con.